chưa cầu hôn người ta luôn. Cầu hôn sao coi? Ông xã đây mà chương trình này cũng cảm ơn bà xã đã tạo điều kiện cho cái bốn thiên thần của anh tôi ra đời. Ông xã rất yêu quý bà xã, nhưng mà kiếp này giờ ông xã cầu mong bà xã kiếp sau sẽ nói tiếp đoạn đường. Kiếp sau kêu làm chồng nữa đó. Bà xã làm chồng nữa là nên giờ đặt cọc. Tức là bây giờ chú mạnh dữ cho nên đặt cọc kiếp sau, đặt cọc kiếp sau. Chuẩn bị trước hết rồi. Mạnh dữ luôn. Không biết rồi. Rất mong bà xã, nên bà xã đi đồng ý nha. Rồi cảm ơn ông xã luôn. 36 năm mới được cầu hôn vậy. Cô đây là chiếc nhẫn cầu hôn cho kiếp sau. Kiếp sau nữa, kiếp sau. Có đồng ý không? Có đồng ý không? Kiếp này là xong rồi. Thôi đồng ý đi hả Ngọc Lan. Dạ. Trời ơi. Rồi. Dạ. Con nữa. Ngày hạnh phúc kìa. Bạn bà xã. Kiếp sau thì bà xã sẽ làm vợ ông xã nữa. Đồng ý nha. Wow, quá là tuyệt vời luôn. Nhìn hạnh phúc của cô chú á, mình cảm giác mình cũng vui luôn. Cô chú là ở Bến Lức Long An là từ hồi nhỏ luôn hay sao? Từ nhỏ luôn. À, vậy là gần nhà nhau. Cô gần nhà hả? Không, chú ở Cần Giuộc, còn cô ở Bến Lức. À, ba vậy làng là á. Hai huyện khác cũng nhau xa đó. Nhưng mà hồi xưa là xa, tại vì không có phương tiện đi lại. Không, không chung lại đi lại, xưa khác bao cấp. Rồi lúc đó cô chú gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Đó, chú đi phụ xe với ông anh. Xe đậu, ông anh thì về tài xế, chú phụ mà. Ở rửa xe, đồ ngay trước cửa quán. Ghế ăn. Tay ở đó mà mình bán đó mà. Ba mấy năm về trước đẹp lắm, cũng dạng qua khôi bình nhất cơ mà. Đẹp mà. Quá trình thời gian nó xanh nở rồi. Trời ơi, xanh giống bốn đứa con nên bây giờ bị hư phọt hết. Đúng rồi. Sinh cho bốn đứa hư phọt luôn. Hư phọt hết trơn luôn. Lúc mà chú tới quán cơm đó, chú nhớ chú nhiêu tuổi? Em 18 là anh nhiêu? 22. 22 rồi. Rồi 22 tuổi tới gặp cô bán quán. Rồi nhìn thấy yêu nhất điều gì mà làm quen? Thời bao cấp đâu có nghĩ gì, trai mới lớn lên mình thấy cô đẹp, mình dây đồ ăn rồi dễ thương vậy thôi chứ mình đâu có nghĩ gì nữa, là thích. Vô quán ăn cái cười cười không có nói chân á, cười cười không à. Tự nhiên vô quán ăn không ăn mà ngồi cười không cũng mệt lắm á. Ông giống như ông ghẹo mình mà ông cười cười thôi đó chứ ông không có nói gì chứ. Nghe lâu lâu đi xe nó có cái đổi về chạy Long An để tối tối cái lên. Thì để ý lên lâu lâu lên 50 bữa, lên 50 bữa lên vậy. Tối thì cái về mấy nhà mấy người bạn đó, gần nó ngủ. Rồi sau nhà ba thấy vất vả mới kêu vô nhà ngủ. Ba kêu vô nhà ai? Nhà cô. Ủa, giống như ba cho ngủ luôn á. Mà lúc đó là chú có nói là chú thích cô hay chú để ý cô hay gì không? Thì ta thấy vậy biết rồi chứ nói gì nữa. Lúc đó chưa có tỏ tình gì luôn hả? Ông ở nhà bạn khổ quá mới mời về nhà mình ngủ hả? Má, mà mẹ, ba mới cho về ngủ. Giống như lâu lâu ông ở dưới Long An á, ông lên đi thăm mình đó, rồi ông ngủ nhà bạn. Rồi má thấy vậy tội nghiệp. Vất vả, tội nghiệp à. Rồi mới cho về nhà ngủ luôn, thương dữ lắm rồi. Thương dữ lắm á, mà gặp cũng cười vậy đó. Cười vậy? Thương tức là thương đứt ruột, đứt gan, mặt vẫn gan. Không dám nói. Mặt mày làm ngơ vậy đó. Trời ơi trời. Rồi chưa mà chưa nắm tay gì luôn, chưa tỏ tình gì luôn. Không biết tỏ tình luôn. Trời đất ơi. Coi như má cô cho ngủ nhà. Ngủ nhà, rồi sáng đi về. Rồi ngủ nhà rồi có toàn tèm bò qua gì không? Không ạ, à, không, ngủ đó không có đâu ạ. À. Không có hả? Không. Cô, nhưng mà lúc mà má cho ngủ nhà là cô có khó chịu không cô? Cô nói trộn cha này tự nhiên qua nhà ngủ. Không, cô giống như cô cũng hiền, cũng không biết gì à. Giống như cũng tối tối thì cũng lên trước thằng Tư đó, ngồi nói chuyện chút rồi đi ngủ. Rồi ngủ gần đó không? Không. Chú thì ngủ riêng nha, còn cô thì ngủ với bà chị á. Ngủ trên nhà trước. Xưa biết sao, giống như quen, mà đâu có giống như giờ đâu. Cái lâu lâu có dẫn đi coi chiếc bóng với Ngã Tư á. Có dẫn đi coi không? Có, nhưng mà đâu có nắm tay gì đâu. Lâu lâu thông tin văn hóa có cái màn đó, máy đèn chạy với bãi cỏ rộng rộng rồi chiếu. Chiếu viên lưu động. Rồi cái tự nhiên cái chú tới chú rủ cô đi coi hát vậy đó. Đi gì đó. Nhưng mà lý do tại sao mà cô đồng ý đi? Trời thì giống như là bạn vậy đó. Hay đi coi vậy chơi thôi. Quá à, đi. Đâu phải đi vui thôi à. Đi coi chiếc bóng đi chung vậy đó. À, là đi chỉ có hai người thôi chứ không hà đi. Linh còn cảnh này vui lắm nè. Ở dưới Long An phải không, là ông muốn rủ cô đi coi phim. Không bao giờ cô đi một mình với ổng, cô phải cho bà chị đi theo cô mới chịu. Sao vậy? Cô không dám, cô nói cái ông mấy ông này lơ xe, ổng bạo lắm, ổng dở mình đi dọc đường, ổng có làm gì mình không? Là không đi.
đi với bà chị mới đi, dứt quá. Thôi về, lúc đó cũng bực mình đó chú ha. Cũng bực mình mà đâu nó nói. Cũng tốn tiền nữa chứ. À, lẽ ra tốn 2 vé mà giờ phải tốn 3 vé. Nếu mà đi mà không có bà chị là không đi. Bởi vì tình phí nó cũng nặng lắm. Có nhiều lúc cô có bạn cô tới vũ đi, chú ở nhà chú ngồi chờ cô luôn. Vậy là một mối quan hệ bạn bè bình thường sương sương thôi. Sương sương thôi. Theo đuổi về mấy năm chú? 6 năm. 6 năm vậy đó hả? Chỉ có cười với nhìn nhau vậy thôi đó hả? Cái cũng quen quen rồi, lúc mà là ấy là cũng quen rồi, cũng giống như là thích dữ rồi đó. Thích dữ rồi. Cái chú... cô thích chưa? Mới đầu cô cũng không có thích. Ở đó cô bán quá nhiều người lắm, nhiều người thích mình lắm. Nhưng mà thấy đặc biệt ông này biết dễ thương cái gì không? Không nhậu, mấy người đẹp chứ lắm mà nhậu. Trời thấy chưa? Cái gì? Không nhậu có lợi ghê. Đúng rồi, lợi con thế. Cũng không thích đàn ông nhậu. Thành ra đừng nói là có nhậu là ấy nha, không có nhậu mới lợi thế đó. Như đây biết sao, thương má thương hoài luôn, không có thay đổi. 6 năm theo hoài, từ từ phải chịu thôi. Theo suốt vậy đó hả? Theo suốt. Như mưa dầm tắm lâu vậy mà, đẹp trai không bằng nói dai. Chú không có nói gì với cô hết thì làm sao mà cô khẳng định được là chú thích trời cô ơi, và chú đeo. Đeo hoài, lên hoài, biết rồi. Lên không nhà có nói hoài. Gì yêu đương dân không? Không có nói, không có tỏ tình gì chứ. Trời đất ơi trời. Mỗi lần lên có tặng gì không? Tới ngày mà nhà cô đám dỗ là ông về quê, ông hái xài cả đống luôn. À. Hay là coi chừng lúc đó là chú để ý cô chị á. Không có, không có chị. Tại sao ổng rù rì với má thì ổng cưới. À, trời ơi, đánh rồi. Thẳng vô phụ huynh luôn. Má ngay cơ quan đầu não. Trời ơi, quá trời quá má, má ba cũng cưng. Đẹp trời đó, bác ơi. Má vợ giờ á kêu hồ con sao về nói anh bước tới. Trời ơi, trong bụng nó mừng khắp khởi. Nó mừng khắp khởi à. Bên đây là không có mẹ, đúng không? Còn bên Úc thì không có cha. Mà đó bà mẹ bà kêu đám cưới á là kêu đưa rể đi. Cô không bao giờ chịu. Cô nói không, là phải dứt dâu. Dứt dâu mới được, lên xe hoa mới chịu. Đúng rồi. Đợi con gái ta đã chỉ có một lần xe hoa. Tự nhiên cái đi về mang đưa qua đây, không chịu. Về bữa anh làm cái cổng là hai quài chuối luôn. Ủa cổng hai quài chuối rồi sao? Hai quài chuối luôn nè, đem theo phe bằng linh con. Kỷ niệm nhiều quá vậy ta. Hai cái quài chuối. Ba mấy năm nữa làm cái cổng tận hôn á. Trời ơi, thấy chưa? Trời ơi, đó đẹp đâu, quá đâu, đâu. Có hai quả chuối hai bên nè, thấy chưa? Cưới đâu có cần phải là hoa hồng, hoa quý. Đúng không? Ừ. Không cưới cần nhiều hoa hồng, hoa hiếm. Mà nhiều khi cưới nhau ở đâu có trọn đời. Người ta cổng cưới ta chỉ có hai buồng chuối thôi. Vừa làm đám cưới vừa ăn chuối. Đám cưới xong rồi có chè chuối ăn liền. À, đám cưới xong mình nấu chè chuối ăn luôn. Vậy mà ta ở nhau cả đời luôn. Chuối xanh mà tránh xui nữa, nó quyền lên. À thì đó là ý nghĩa của hai quả chuối này là vậy. Trời xưa xuất sắc. Đẹp quá mọi người ơi. Chị trồng cây si 6 năm là cũng giỏi lắm á. Coi như kiên trì lắm luôn. Mình là chờ đợi dữ lắm, 6 năm trời mình mới lấy vợ được. Rồi cô chú có chuẩn bị cái gì riêng cho cô không? Cưới vợ nè, đâu có phải tiền có sẵn đâu. Mua vải một màu mà hai khúc luôn. Đi mình thấy đẹp á. À. Mình mua lâu rồi đem về tặng. Để dành á, đặng từ từ á. Ta năm gặp 5-6 tháng sau đi Hà Nội. Thấy Sophie mà màu tím than mua cũng nữa. Thấy đẹp mua nữa. Nên cô dâu mày mua cho người ta hai khúc giải cung màu. Ừ. Giận đảng không thèm mai luôn. Để giờ tới giờ luôn. Ủa để tới giờ để tới giờ luôn. Để giờ kỷ niệm luôn. Vẫn kỷ niệm luôn. Hồi xưa mà người ta đi mua sắp giải và tặng là quý lắm luôn á. Giải áo dài này kia. Dạ đúng rồi. Rồi sau đó mình rước dâu. Rước dâu đi bộ cũng chết luôn. Xa lắm. Xa lắm. Tự ngoài lộ đi bộ vô xa. Mà hồi xưa là đã quen mà đâu có về nhà bên đây chơi đâu. Hồi rước dâu là mới biết nhà ba chồng má chồng luôn. Không có biết nhà luôn. Mà thương thiệt mà đâu có cần tìm hiểu gia cảnh đâu thế gì nhà, đâu. Không cần tìm hiểu. Bởi vậy mà thương ba nhiều. Cái đêm tân hôn là ở Cần Duộc. Ở nhà đó giống như ở quê người ta đâu có làm cái phòng gì đâu. Rồi thôi không có đêm tân hôn. Mình dừng dắt cái cà tăng buồn được cái giải rồi đó cửa nó kéo xuống hồi xưa mà rồi cái đêm tân hôn này vô rồi thay đồ ra rồi không, nằm nhìn nhau thôi ngủ chứ không có nói gì luôn không cách ngày mai mới về nhà bên đây nhà má bên đây vợ có một đêm nhà chồng thôi như nhà chồng thôi má bên đây ba khóc rồi mai út mà cưng lắm rồi sau khi mà mình quay ngược trở về nhà mẹ đẻ của mình lúc đó mới là tân hôn chưa luôn trời ơi chưa luôn từng lễ sao sao lâu dữ vậy cô? Ngày đó cô giống như mình còn nhỏ cái gì mình mắc cỡ đó kỳ đấy bà đi đâu ta đeo đuổi 6 năm mà mắc cỡ hoài thẹn thùng nghe ngại hoài rồi chú không có tấn công gì hết tấn công là thôi không, trước sau cũng về mình thôi cũng từ từ 6 năm chờ được để cái mấy bữa chờ cũng được đúng rồi quá à
Trời ơi, người đàn ông này bây giờ còn sót lại trên thế giới không vậy mọi người? Công nhận kiên nhẫn thiệt. Chứ tôi mà chờ 6 năm tới giờ đó bằng mọi giá. Không, là tại vì chú quá thương cô, quá yêu cô đi, cho nên không có muốn làm bất cứ một cái điều gì để cho cô sợ và cô tổn thương. Cưới được là mừng lắm rồi đó. Cái ngày đầu tiên mà chưa tấn công đó, chưa đêm tân hôn đó, động chưa động phòng gì đó, chú nằm chú có gọi là chú mở lời sao? Có gọi là cái gì đó, tức là có nói năng hay là lòng khấp khởi hay là lo lắng hay là gì không? Lòng khấp khởi, chân đồ cũng khều khều quẹt quẹt rồi vậy đó. Có khều có quẹt luôn ạ. Rồi sao mà, rồi mà sao? Mà bên kia em ru hả? Em ru. Nhưng mà hai chồng này nè, ngộ lắm nè. Cưới xong nè, phải không, là đâu có được ở chung đâu. Là ông đi xe à. Lâu lâu ông mới về thăm như vậy, thăm vợ bé vậy. 17 năm, lưu lạc vì cơm gạo áo tiền. Không có ở, đi chạy không xe ở nhà. Cái xa nhà, cái mướn ở dưới. Sao mua đất ở dưới luôn. Chiều về dưới Đâm Lá Tối Trời với Thanh Vĩnh Đông á. Long An xuống 30 cây. Là chạy xe xuống dưới. Ngủ dưới luôn. Ngủ dưới luôn. Nửa tháng từng lễ mới về thăm vợ lần. Trời, có vậy cũng như không. 17 năm. 17 năm cứ như vậy đó. Thứ như vậy, sáng lên bỏ cái gò mên. Tại vì về nhà bán cơm mà đậu xe nhảy xuống chạy vô. Giống như hai vợ chồng nhìn nhau vậy thôi đó. Ông đậu xe bên đó, nhảy qua đây ông lấy cơm để nhìn hai chồng vậy thôi. Nhìn vậy thôi. Ủa, cưới vợ để lo cơm thôi vậy đó. Rồi bao lâu thì cô chú mới có người con đầu tiên? Năm đầu là có liền rồi. Ủa nhưng mà chú đi nhiều như vậy rồi cái lúc mà cô bầu bì rồi chú đâu có chăm được. Đẻ chữa cũng đâu có chăm được. Trời ơi, hết ý luôn, bà mê luôn. Con cái là lo từ A tới Z luôn. Vậy hả? Nếu mà sanh về là ông về mướn tài xế á. Ông hơ đứa nào ông ấy tuyệt vời hết. Mấy đứa con gái là ông cưng lắm. Tôi đi câu lái chuyện, xe câu chuyện của những anh chàng lái xe lên xa nhà. Lên xe thôi, lên xe thôi. Ở nhà nha. 17 năm làm vậy được mà giờ đi chút có sao đâu hả chú? Quán tình trăm năm có các thức uống như trở lại thanh xuân, trăm năm hạnh phúc ngày ấy và nay, tuổi mộng xứ hoa, mực tím tình khúc vàng. Chú dùng loại thức uống nào? Trăm năm hạnh phúc đây. Hình như các cặp đôi đều uống trăm năm hạnh phúc hết ha. Một loại thức uống rất là quen thuộc, trăm năm hạnh phúc. Xin mời chú. Cũng là quyền lệnh. Đầu tiên là chú lái xe hay lơ xe? Lơ xe. Lơ xe, đầu tiên lơ xe. Lơ xe được bao nhiêu năm? Lơ xe cũng mười mấy năm. Mười mấy năm, đi qua rất là nhiều vùng miền, gặp rất nhiều cô gái đẹp, cơ hội chở mấy bà đi chung nhiều lắm. Lúc đó có rung động dai không? Có không? Có không? Chắc có mà. Chuyện cũ rồi không sao hết chứ. Đi thì cũng như giao lưu bạn hàng đâu á. Mình công khách như ta đi cho xe mình nó đắt, tìm cách cho người ta thích mình thôi, thích ăn. Câu khách là câu bả luôn hả? Qua lại lâu ngày nó có tình cảm, nhưng mà mình không có tiến sâu cái tình cảm đó, nó không có tội lỗi gì hết. Mình giữ mức độ bình thường. Mức độ bình thường là nắm tay nắm chân hung này kia hả? Không có. Không có hả? Có nhớ một cái cô nào đặc biệt không? Trước lúc mà quen cô đó. Lúc mới quen chưa cưới á, có quen cháu của Phương Khanh, tại chú đi du lịch á, du lịch Quế á. Cháu Phương Khanh nghệ sĩ á, làm ở đó. Có quen mấy bữa vậy. Vừa quen mấy bữa? Rồi quen giờ anh quen rồi chứ mai á, anh về chổng anh quên tuốt luôn. Không nói hả? Không đón nói vậy. Như dọn dẹp đồ này nọ rồi lo gì vậy thôi. Dọn phòng cho chú hả? Vô phòng dọn phòng. Có dọn chú không? Chú không dọn rồi thôi chứ. Đó tình hình bên đây là không có gì hết á. Còn biết có cô biết gì không thì tôi không biết. Chú nói thiệt không cô? Thiệt. Người đó cô mới đầu đâu có thương đâu. Mình nghĩ cho ông có ghệ gặp cũng được. Lúc mà cô hay tin cô có bầu á, là cô nói liền với chú hả? Hay là sao? Tại vì con thấy hình như là cái giai đoạn đó chú cũng đi nhiều lắm rồi. Làm sao chú hay tin được? Nói, mình nói liền. Mình nói mình có bầu. Nhưng mà mình vì mới cái chồng về chưa có được tháng nào rộng rãi là có bầu luôn. Vậy? Vậy có bầu liền. Chú mừng không cô? Mừng, ông chứ không thương con lắm. Nhà cô cũng có mẹ, cũng có bà người chăm. Nhưng mà ông siêng hơn là ông leo vô phòng á. Là ông hơ đứa này hơ hết. Mấy đứa em hơ tuyệt vời hết. Tới thằng con trai là ông nghỉ xe luôn. Đàn út ha. Ừ, nghỉ xe luôn. Mướn tài xế chạy luôn, về nhà ở luôn. Vậy hả? Mấy cái năm đó cô mới đi bán á. Là ông tối ông ẩm đi qua bên bên chồng ông ngủ luôn, cô ngủ mình. Mình may mắn thì mình gặp được cái người đàn ông mà họ thương mình thiệt lòng rồi chăm con phụ mình, đó là cái điều mà mình mừng lắm luôn á cô.
Nói chung là cuộc đời chú rất là phong trần. Nếu mà không có tình yêu thương dành cho cô, không gọi là kiên định á, thì dễ lầm đường lạc lối lắm. Bên cạnh đó cũng phải có cái sự tin tưởng từ cô dành cho chú. Đàn ông mà đi xa 17 năm đi cả tháng, tuần, nửa tháng, tháng, hai tháng về lần thì cô không lo chứ. Đó. Thật ra cái tình chung thủy của chú ra chú có tật xấu gì không cô? Giờ hút thuốc nó chỉ quá nhiều. Giờ hút thuốc quá trời không biết làm sao. Vừa họ mới mua bảo hiểm cho thằng trai phải không? Cái công ty bảo hiểm mới đi kêu khám bệnh trong bụng cô giấy. Cho ông có cái bệnh gì đám nám hỏi cái đi. Đặng ông bỏ thuốc. Nhà đâu xuống dưới đẹp chăm chăm không có bệnh gì chơi. Sức khỏe không thì vết Ngọc Lan giữ được lên. Trộm vía cọc tánh, cọc lắm á. Cười tôi vui mà. Nhưng mà lâu lâu nói gì cái cọc lắm á. Nhưng mà không dám giận như xưa nha, xưa phải giận lần từng lễ đó. Lúc mà cãi nhau thì ai sẽ nhường ai? Cô nhường hả? Ừ. Bây giờ chú Linh hỏi lý do tại sao cô nhường đi. Bây giờ đó ổng thương mình nhiều phải không? Mà ngược lại bây giờ mình chăm sóc ổng, mình nói thiệt cái giống như cái nghĩa tình giống như mình chăm sóc con mình luôn. Nhắc uống sữa, uống thuốc, làm đủ thứ, ăn cơm rồi luôn. Cắt ngón tay, muốn chân. Cắt ngón tay, muốn chân nữa. Cô đâu dám giận nhiều. Giận nhiều đâu ai chở đi chơi. Đâu ai làm chuyện. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Sáng ai đâu mà cưa sớm. Rồi ai đi làm vườn cho mình. Không có giận gì trơn. Nói à, ngày mai nói anh ngày mai sáng chở đi uống cà phê cho. Lời cho ổng mới chở mình đi. Hay quá. Có hội người cao tuổi chuyên môn đi chụp hình. Mấy cảnh nào đẹp đẹp nó là úp chở đi ngồi chờ đó. Bây giờ là mình đứa con nhỏ nhất là nhiêu chú? Trời út 18 tuổi đi theo á. Là từ hồi mà đẻ thằng trai tới giờ là ổng nghỉ xe luôn. Nghỉ xe luôn. Đi về nhà luôn. Con lớn nhất là mấy tuổi? 35. Rồi đứa thứ hai? Là năm 91. Có gia đình chưa? Chưa luôn. Rồi là rồi đứa nào nữa? Đứa còn cái út nữa, cái út này 97 nữa. 35 là có gia đình rồi. Chưa nào có gia đình nữa đó. Chưa nào hết. Ừ. Gặp Quyền Linh nữa, Ngọc Lan nữa. Bạn muốn hẹn hò loàn hết bốn đứa luôn. Ở dưới quê đâu có ai đâu, có hai vợ chồng với thằng trai út thôi à. Nhờ cái tình yêu của chú đầu tiên dành cho cô quá lớn, sau đó tình yêu ngược lại và cô dành cho chú quá lớn. Thật ra hai con người này á, nó hòa quyện lại với nhau, hiểu nhau, yêu nhau. Bây giờ tác biển đông cũng cạn luôn. Thật sự đến giây phút này thì mình quá viên mãn với hạnh phúc mình rồi. Bây giờ còn có một điều là con rất là mong là chú làm được nè. Hồi nào giờ chú có tỏ tình với cô không có nói lời. Không có nói gì hết trơn á. Nên bây giờ thôi nhân chương trình này á, chú nói đi chứ phụ nữ ai cũng thích nghe những cái lời đó đó. Đúng rồi. Được được. Đến vậy. Mình làm được. Bây giờ mình ngồi xem mình hưởng thụ cơ gặp lại. Chưa cầu hôn người ta luôn. Cầu hôn sao coi. Ông xã đây mà chương trình là cũng cảm ơn bà xã đã tạo điều kiện cho có bốn thiên thần của anh tôi ra đời. Ông xã rất yêu quý bà xã, nhưng mà kiếp này giờ ông xã cầu mong bà xã kiếp sau sẽ nói tiếp đoạn đường. Kiếp sau kêu làm chồng nữa đó. Bà xã làm chồng nữa giờ đặt cọc. Tức là bây giờ chú đặt cọc cho nó sao? Đặt cọc kiếp sao? Đặt cọc kiếp sao? Chuẩn bị trước hết. Mạnh dữ luôn. Không biết rồi. Rất mong bà xã, nên ông bà xã đồng ý nha. Rồi, cảm ơn ông xã luôn. 36 năm mới được cầu hôn vậy. Cô, đây là chiếc nhẫn cầu hôn cho kiếp sau. Kiếp sau nữa. Cô có đồng ý không? Cô có đồng ý không? Kiếp này là xong rồi. Thôi đồng ý đi hả Ngọc Lan? Dạ. Trời ơi. Rồi. Dạ. Con nữa. Ngày hạnh phúc kìa. Bạn bà xã. Kiếp sau thì bà xã sẽ làm vợ con xã nữa. Chắc đồng ý ha. Wow, quá là tuyệt vời luôn. Nhìn hạnh phúc của cô chú á, mình cảm giác mình cũng vui luôn. Những cặp yêu nhau, chuẩn bị yêu nhau, đã yêu nhau và đang yêu nhau, hãy nhìn hình ảnh của chú, hình tượng đó, nó sẽ lan tỏa nhiều hơn nữa để chúng ta yêu nhau nhiều hơn nữa và luôn luôn có một cái hành động gì cầu hôn cho kiếp sau. Lần đầu tiên con chứng kiến một cái màn cầu hôn cho kiếp sau, nó làm con rất là xúc động. Với lại với những cái người mà dạy dỗ với con á, thì con rất là xúc động. Chắc chắn luôn ai cũng sẽ rất là mong chờ cái giây phút này nó đến với mình. Con cũng tin là một ngày nào đó con cũng sẽ được như vậy. 21 em có gia đình á, kêu Út lên bỏ đồ vô cho. Tuyệt vời luôn. Dạ. Tại số điện thoại chừng nào có chồng nhắn Út lên bỏ đồ vô. Bỏ chuối, bỏ xoài. Chuối xanh. Chánh xui. Chánh xui. Chuối xanh, chánh xui.
Cảm ơn cô chú nhiều lắm.